thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 thực sự lao đao do những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Lượng khách đến đại lý giảm mạnh, tình hình sản xuất xe đình trệ do nhiều nhà máy phải tạm đóng cửa nhiều thời điểm, dẫn đến việc kinh doanh của các hãng, đại lý vô cùng khó khăn. Và bất chấp những tháng cuối năm bùng nổ, toàn thị trường trong năm qua vẫn ghi nhận mức doanh số giảm 8% so với năm 2019. Đáng chú ý, 2020 là năm ghi nhận đà phát triển trái chiều của xe Hàn và xe Nhật tại Việt Nam. Trong khi những thương hiệu xe Hàn như Hyundai, Kia đặt mức tăng trưởng tốt bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch, ngược lại những ông lớn xe Nhật như Toyota, Mitsubishi, Honda lại khá chật vật với doanh số giảm thảm hại. Trong bối cảnh đó, một hãng xe xưa nay vốn chỉ sống lay lắt như Suzuki lại bất ngờ tỏa sáng và phần nào gỡ gạc lại danh dự cho các hãng xe đến từ xứ Phù Tang. 1. Năm thăng hoa của Suzuki. Cùng với Hyundai, VinFast, Suzuki là một trong số ít hãng xe tại Việt Nam đạt doanh số tăng trưởng mạnh trong năm 2020. Cụ thể, theo thống kê từ báo cáo bán hàng của VAMA, khép lại năm vừa qua, hãng xe Nhật Bản cán mốc doanh số 14.518 xe, tăng 23% so với năm 2019. Lượng xe bán ra kỷ lục này giúp Suzuki lọt vào top 10 thương hiệu ô tô được khách hàng Việt Nam ưa chuộng nhất năm 2020. Đáng chú ý, riêng tháng 12, Suzuki Việt Nam giao đến tay khách hàng 2.582 xe, tăng đến 95% so với mức doanh số cùng kỳ năm 2019 1.320 xe và trở thành tháng đạt doanh số cao nhất của Suzuki kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Thực tế, nếu so sánh với những tên tuổi như Toyota đạt tổng doanh số hơn 70.000 xe hay Hyundai hơn 81.000 xe, con số 14.518 xe của Suzuki rõ ràng còn quá khiêm tốn. Tuy nhiên, với một hãng xe nhiều năm nay chỉ hoạt động theo kiểu cầm chừng, con số trên có thể xem là chuyện xưa nay hiếm của Suzuki tại thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt lại đặt trong bối cảnh đầy khó khăn của năm 2020. Theo nhiều chuyên gia đầu ngành ô tô, sở dĩ Suzuki có màn lội ngược dòng, ấn tượng trong năm qua là bởi hãng xe Nhật này đã chọn đúng chiến lược kinh doanh khi đối đầu với làn sóng tiêu cực từ đại dịch. Cùng với đó là thái độ cầu thị khi ngày càng chịu lắng nghe và chiều chuộng khách hàng. Đầu tiên phải kể đến chiến lược sản phẩm khá linh hoạt khi năm vừa qua của Suzuki khi hãng xe Nhật đã tạm dừng phân phối mẫu xe Shinryo ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ vốn đã quá chật chội để dồn sức cho các dòng xe được người Việt ưu chuộng như SUV hay MPV cỡ nhỏ, giá phải chăng. Bằng chứng là cả hai mẫu xe gồm Eriga và đặc biệt là XL7 đều gặt hái thành công rực rỡ về doanh số. Trong khi, Kia Z dù góp mặt ở phân khúc có cả Toyota Vios và Hyundai Ersen những mẫu xe thống lĩnh thị trường về doanh số nhưng vẫn đều đặn đạt lượng xe bán ra khả quan. Bên cạnh đó, trong năm 2020 vừa qua, Suzuki đã có nhiều đổi mới trong dịch vụ hậu mãi. Đặc biệt là những chương trình ưu đãi như miễn phí 3 lần công bảo dưỡng đầu tiên, tần suất bảo dưỡng giảm 33% tương ứng các cột mốc bảo dưỡng là 6 tháng hoặc 7.500 km, giúp tiết kiệm nhiều thời gian cũng như gần 50% chi phí bảo dưỡng trong 3 năm. Cùng với đó, Suzuki cũng tăng thời hạn bảo hành cho động cơ và hộp số của XL7 và Eriga từ 3 năm hoặc 100.000 km lên mức 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Đây được xem là động thái giúp hãng xe Nhật lấy lại niềm tin từ khách hàng, qua đó gặt hái quả ngọt với doanh số ấn tượng trong năm vừa qua. 2. Ngôi sao XL7. Không thể phủ nhận, thành công của Suzuki tại Việt Nam trong năm 2020 là thành quả của tổng hòa nhiều yếu tố. Tuy nhiên, khách quan mà nói, sự tỏa sáng của mẫu xe tân binh XL7 vẫn là yếu tố then chốt nhất. Phân tích số liệu từ VAMA cho thấy, dù chỉ được mở bán từ khoảng tháng 6 nhưng tính đến hết tháng 12, Suzuki XL7 đã đạt doanh số cộng dồn lên đến 4.433 xe. Doanh số này chiếm đến hơn 30% tổng lượng xe Suzuki kể cả xe tải bán ra tại Việt Nam năm qua. Trong khi, nếu chỉ xét ở mảng xe du lịch bán ra 8.110 xe, một mình XL7 đã thực sự gánh tim với đóng góp doanh số đạt hơn 55%. Sở dĩ, XL7 dù mới lên kệ chưa lâu nhưng đã dễ dàng chinh phục được khách hàng Việt chính là nhờ phong cách thiết kế kiểu MPV Line SUV thể thao, mạnh mẽ và đa dụng, đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, giá bán dưới 600 triệu đồng cũng là điểm hấp dẫn của XL7, đặc biệt đối với đối tượng khách hàng mua xe lần đầu, hoặc mua xe phục vụ kinh doanh, chạy dịch vụ, xe cộ, XX.